Chọn cái tay ghẻ rồi, ghét rồi nha. Bon chen không? Nó con dễ bon chen. Dạ, chưa mới mở rồi. Thật nhiều quá trời, cứ thật thôi, không nhớ gì hết. Đi hên xui luôn. Chắc là đi hên xui thiệt luôn á. Đi hên xui không nhìn thấy nó mỏng lé rồi quần mưa đỏ giữa mà giữa mạnh mình giữa mạnh rửa mạnh bị chảy máu nữa đó tay để Chứ nó không bự ra chút thôi. Ủa sao có máy này nó quay ra coi không thu ra thu ra không được. Máy này cũng vậy nè, em chỉnh lúc đầu chỉnh xong là không được nữa. Những cái dòng này sau này nó vậy, chút lúc chụp hình thì chỉnh được. Còn giờ là coi như bấm quay xong mà nè tắt có thu rồi không cho chỉnh nữa. Bởi vì nãy không, lúc đầu cũng không được nữa. Được lúc đầu được. Nè nãy tính phóng bự thấy nó bự quá sợ nó sát quá. Cái gì nhỏ rồi. Nhắc rồi lúc phút ở trong luôn rồi chút siêu thị mới kéo ra. Ở chỗ đây là thay thay càng mới nè. Không ở đây là có biết cái gạt đây ra. Đó là chị phải nói em câu vô cái điện thoại chị phải nói là lúc gạt ra. Lúc gạt ra thay gạt mới. À, rửa miệng cái thay gạt mới. Rửa miệng cái thay gạt mới. Lúc gạt ra nghĩa là miệng nó thay gạt mới. Rồi sau thay đó là lúc gạt ra. Xong cái nào nhét vô lại làm gì nữa? Nhét cái lại, có gì nữa? Nhét bụng cũng phải được. Nhét cái chân lên, nhét miệng xong rồi nha. Mình nhét lần thứ hai rồi đó. Bắt đầu có mình làm mà mình đo thế rồi mình đo bao không thế rồi. Thế sao mình mới rút ra? Bắt đầu mình nhét một nửa rồi. Bắt đầu mới rút ra. Lỡ phần ra mình nhét. Đo, đo, đo. Đấy, thì mình nhét hai lần đúng không? Một lần là dán, là một lần là rửa. Có thổng nhiều hơn. Mình rút xong rồi mình đọc. Mình nhét lại. Không có kéo, không có kéo. Không. Không có kéo. Không có kéo. Cái này đi. Mình miếng chắc luôn cho Thảo ra luôn.